sẽ thực hiện thử thách 24 giờ sống trong nhà shop. Đây chính là nhà shop của chị. Như các em cũng đã biết thì hôm trước chị đã làm được một ngôi nhà shop rất là đẹp luôn. Tuy nhiên hôm nay sau khi anh Tiểu Thú qua nhà chị chơi và chị nói với anh ấy rằng chị sẽ thực hiện thử thách một mình thì anh ấy đã phá tan tành cái nhà shop xinh đẹp của chị. Thật là tức thế mà. Cho nên hôm nay chị quyết định rằng sẽ cho anh Tiểu Thúi thực hiện thử thách cùng với chị. Tuy nhiên, hai người không phải là một nhà mà là mỗi người một nhà luôn nghe mà. Bây giờ thì chị sẽ dựng nhà của chị, còn anh Tiểu Thúi thì dựng nhà của anh ấy. Nhìn kỹ lại đi, đại bảo bảo hẳn hoi. Đại bảo bảo? Không, chữ này không phải chữ đó. Chữ này là chữ giờ. Dài. Thôi. thôi ngay. Không được. Vậy các em ạ, không được. Đại bảo bảo. Đại bảo bảo là đúng rồi, đừng có suy luận lung tung nữa. Đây này, các em thấy đấy. Nhà của chị Thơ có rất là nhiều lỗ. Đấy. Ngôi nhà có nhiều cửa sổ. Không, đây có thể gọi là lỗ dành cho cún, lỗ chó. Ngôi nhà có nhiều cửa sổ cái mà. Anh lại đây coi. Chữ L anh Tiểu Thúi không có, đã lấy chữ bờ để thay. Chữ này là đúng chữ P. Ừ, râu ông nọ cắm cằm ở kia. Không sao cả, mặc dù hơi bị lạc đề một tí nhưng mà ngôi nhà của anh rất là hoàn hảo luôn. Ngôi nhà của chị cũng hoàn hảo không kém. Ngôi nhà của chị Thơ thì đúng là xấu xí, lại còn hở hang nữa chứ. Hở để có chỗ thở chứ, nếu mà kín quá thì không có chỗ thở đâu. Bây giờ thì chị đang phải lắp đặt lại cho căn nhà của mình trở nên kiên cố. Không hiểu tại sao chỉ cần làm một tí xíu thôi là nó đã bị hở ra như thế này. Chán thật. Đây là toàn bộ số lương thực thực phẩm mà chị và anh Tiểu Thúi đã chuẩn bị. Nó gồm có bánh, nước, mì, trái cây, snack. Tuy nhiên, lần này khác với các lần chơi trước, chị không được mang số lương thực thực phẩm này vào trong nhà của chị mà sẽ để ở bên ngoài. Sau đó, điều khiển xe này để lấy chúng lại gần. Điều khiển như thế nào thì tí nữa anh Tiểu Thúi sẽ bày cho các em nhé. Lần này thử thách thú vị ở chỗ là đồ ăn sẽ được xếp ở rất là xa vị trí mà anh và chị Thơ sẽ thực hiện thử thách. Cho nên là nhiệm vụ của anh và chị ấy là sẽ phải dùng cái con xe này điều khiển nó để đi lấy đồ ăn. Bạn để lấy được đồ ăn thì cũng không phải dễ đâu. Đơn giản em hãy nhìn đấy. Đơn giản là anh nghĩ là đối với anh thôi. Chứ còn đối với chị Thơ chưa bao giờ chơi cái trò này chắc là chị cũng không thực hiện được đâu. Trời ơi, hồi nhỏ thì chơi xe hơi không à. Chúng ta sẽ lùi xe đến gần vị trí của hộp bánh. Sau đó lùi thật nhanh để cho cái hộp nó đổ xuống cái ben xe. Sau đó là trở về vị trí của mình thôi. Thôi, anh rất đơn giản. Các em xem nhá. 3, 2, 1, chơi! Bây giờ các em xem lại một lần nữa, chị sẽ nhắm mắt và làm cho các em xem nhá. Rồi, bây giờ em quay đi xe đã xong rồi em mới nhắm mắt được. Trời ơi, kiểu là nhắm mắt được luôn. Rồi, 3, 2, 1. Rồi bây giờ để gần luôn đi. Ừ. Đấy.
sắp xếp nghe có vẻ đơn giản nhưng mà không hề đơn giản như em nghĩ đâu, tại vì cái khoảng cách điều khiển của em khi mà em phải ngồi ở đây, cái đồ ăn ở kia rất là xa, không phải dễ đâu. Hãy đợi đấy, mà bây giờ chúng ta sắp xếp đợi. Và như vậy là anh và chị Thơ cũng đã vừa sắp xếp xong một hàng đồ ăn rất là đẹp. Đấy. Ngoài ra, ở đây anh vừa mới phát hiện ra một sự thật rất là khủng khiếp luôn. Đó là quả táo này. Là một quả táo có giá lên đến 146.000. Đúng là táo tiên mà, táo thần mà. Lúc chị mua thì chị thấy nó đẹp cho nên là chị mua thôi. Nhưng mà công nhận là nó rất là đẹp, đây là táo của Nhật luôn. Công nhận quả táo này to thật đấy chứ nhỉ. Một quả táo này lên đến hơn nửa ký. Hơi bị nặng luôn đấy. Thôi không lòng vòng nữa, bây giờ là mấy giờ rồi? Để em xem đồng hồ đã. Bây giờ là 7 giờ tối kia mà. Tuy nhiên chị nghĩ rằng thời gian lúc này thì không quan trọng. Quan trọng là ai sẽ giành được nhiều đồ ăn. Nếu mà mình có nhiều đồ ăn thì mình sẽ trụ được lâu hơn. Sau khi chị và anh Tiểu Thúy thực hiện hết 24 giờ mà vẫn còn đồ ăn, vẫn có thể trụ được lâu hơn thì chị sẽ thực hiện thêm thành 48 giờ luôn. Wow. Anh nghĩ rằng với số đồ ăn này thì chúng ta có thể trụ được khoảng 2 tuần luôn, chứ không phải là 2 ngày nữa. 2 tuần là bao nhiêu giờ nhỉ? Nhưng mà rất là nhiều. Tuy nhiên một điều quan trọng là từ sáng đến giờ anh và chị Thơ đã cố gắng quyết tâm nhịn ăn để đỡ phải đi vệ sinh. Và một điều nữa đó là bây giờ hai anh chị đang rất là đói, cho nên là chắc là sẽ, em nghĩ là anh sẽ lấy gì trước? Em nghĩ là anh sẽ lấy mì tôm. Không, sai rồi, anh sẽ lấy quả táo này trước. Đâu có đâu. Tù xì. Nếu mà ai thắng thì người đó lấy trước. Ok. Tù xì. Tay kia, tay kia, tay kia. Chơi gian, chơi gian. Thôi được rồi, chấp. Tuy nhiên có một điều nữa, đó chính là nếu mà ăn hết đồ ăn thì mới được chơi lượt chơi tiếp theo. Có nghĩa là khi mà em đã lấy được quả táo rồi nhưng mà em phải ăn hết. Đúng rồi. Ok, đơn giản thôi. Bây giờ thì chị sẽ vào trong nhà của mình và chị không quên mang theo một cái gối. Trong nhà thì không cần có chăn, bởi vì khi mà chúng ta ngủ chỉ cần kéo cái này lên thôi là đã rất là ấm rồi các em ạ. Trong nhà xốp thì cực kỳ ấm luôn. Có thể nói là nóng luôn chứ không phải là ấm nữa. Sau khi chị Thơ vào nhà của mình thì anh cũng sẽ vào nhà của anh. Một ngôi nhà rất là đẹp, với kiến trúc hiện đại, không phải là kiến trúc kiểu quê mùa như nhà của chị Thơ. Kiến trúc ý hiệp nhau mà cái. Rồi. Ngôi nhà có vài cái cửa sổ, không phải vài, có rất nhiều cửa sổ. Đấy, chị Thơ chuẩn bị chị gỡ hết rồi. Không, chị sẽ giữ cái này. Để khi nào đi ngủ thì chị chỉ cần kéo lên thôi. Đây là cửa rất là hiện tại đấy mà. Sụp hầm rồi. Sụp nhà rồi. Và bây giờ sẽ là lượt chơi đầu tiên dành cho chị Thơ. Tự nhiên cái xe lại ở ngay đầu kia. Tuy nhiên chị muốn lấy quả táo thôi, bởi vì quả táo đắt nhất đấy mà. Cho nên chị cần phải điều khiển. Nếu mà em làm đổ thì em sẽ mất quyền chơi luôn nhá. Ok. Bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi cho mọi người chúng ta điều khiển cái xe một cách rất là lật đật luôn. Lật đật gì mà lật đật. Rồi, bây giờ nhắm trúng mục tiêu rồi. Chị sẽ lùi xe. Trời ơi, lùi kiểu đấy có thể. Trời ơi, đừng. Như thế thì đổ gói mì mất. Đổ cái hộp mì mất. Anh nghĩ là em nên căn cho nó vuông góc đi Thơ ạ. Rồi, bây giờ chị sắp căn cho vuông góc rồi em ạ. Đối với quả táo này thì khá là nặng cho nên chỉ cần phải lấy ra từ sau. Rồi, sắp tới rồi. 3, 2, 1. Yeah. Thơ lại còn làm đổ cả hai. À chưa, quả táo chưa đổ. Nhưng mà em đã làm đổ hộp mì rồi cho nên em sẽ không được lấy nữa. Sắp được lấy quả táo rồi, tí nữa vượt xanh không lấy đi. Lấy quả táo đi.
Không. Ơ, à, thơ chơi gian kìa. Cái đồ chơi gian. Đưa đây cho anh. Đưa đây cho anh. Em đang cố gắng đẩy xe về chứ. Đồ chơi gian. Không phải, em đẩy xe. Chị thơ rõ ràng chơi gian nghe em ạ. Một gói mình đã bị đổ, bây giờ không ai được ăn hết. Bây giờ nhiệm vụ của anh rất là khó luôn. Tại vì nếu mà anh lấy tiếp quả táo này ấy, thì sẽ vấp phải một vài khó khăn mà chị Thơ đã tạo ra. Còn bây giờ nếu mà anh bỏ quả táo, anh lấy cái khác ấy, thì tí nữa thì chị sẽ lấy quả táo lại. Quả táo đắt nhất chứ còn gì nữa. Nhưng mà quả táo này hơi bị nặng luôn. Đúng rồi. Có nghĩa là hơi bị khó lấy đấy. Nếu mà lúc đó chị lấy mì thì chị đã thành công rồi. Hay là anh thử xem. Anh sẽ quay gần hơn cho các em xem. Bây giờ anh quyết tâm lấy quả táo. Lấy được thì chị đã lấy được em à. Nếu mà quả táo bị đẩy ra xa quá thì có được chấp nhận được không nhỉ? Không. Không thì sẽ mình sẽ bỏ quả táo. Mình sẽ bỏ quả táo, ok. Bây giờ quả táo sẽ bị bỏ. Ok. Vậy thì anh sẽ lấy quả khác. Anh sẽ lấy thứ khác. Anh không thèm táo nữa. Nhưng mà thôi, anh nghĩ là táo vẫn là thứ đắt nhất ở đây, cho nên là anh cũng hàng đồ đắt hết. Cho nên là anh sẽ chọn lại táo. Nhưng mà thực sự là táo không cần thiết lắm đúng không? Mì mới là thứ cần thiết. Không, anh sẽ lấy táo. 3, 2, 1, hút nha. Nhưng mà anh làm đổ quả táo thì có nghĩa là anh đã mất lượt đó nha. Nhưng mà chưa đổ mà. Rồi, mất lượt. Bây giờ thì có được chơi lại không? Em có được chơi không? Thôi bây giờ anh sẽ cho chị Thơ chơi tiếp. Không cho thì chị cũng chơi. Chị sẽ ăn mì đi. Bây giờ chị Thơ ngu ngơ của chúng ta quyết định là sẽ lấy một gói mì. Ở đây thì có sẵn nước, một cái ấm đun nước mà anh đã chuẩn bị sẵn từ ban nãy. Ở đây thì cái ấm đun nước này thì có đủ nước cho 2 ly mì cơ. Chị thì thích mì kim chi các em ạ, cho nên chị sẽ lấy mì kim chi. Mì kim chi là mì nào đây? À đây, đây là mì kim chi. Rồi, 3, 2, 1. Theo như kinh nghiệm mà anh phát hiện ra thì có vẻ như là mì hơi bị khó lấy. Đưa đây cho anh. Oh my god. Này tí nữa em sẽ ăn gì đây? Và như vậy qua 3 lượt chơi thì cả anh và chị Thơ đều chưa lấy được cái gì cả. Có vẻ như là thử thách này không hề dễ. Có khi là nữa mình không có cái gì để ăn nữa chứ. Thôi thì đấy, cái hộp mì đẹp kia kìa, kem kìa. Cái hộp mì đẹp kia anh đã thấy đẹp của anh mua. Anh nghĩ là nó rất là ngon nhưng mà chị Thơ đã làm đổ mất rồi. Trời ơi, bây giờ không còn cơ hội để ăn nữa. Ừ, ngáo ngờ đúng là đáng ghét. Thôi thì, vẫn còn 3 hộp mì. Thôi thì anh sẽ lấy cái gói mì bên cạnh. Thôi anh đừng lấy gói mì đấy, hơi bị cay, anh lấy gói mì kia kìa. Cái hộp mì bên cạnh mà chị Thơ ban nãy làm đổ. Không không, anh lấy gói mì này cũng đẹp này. Gói mì ở góc này. Không. Anh quyết định là anh sẽ lấy hộp mì này luôn. Rất là thích ăn gói mì màu đỏ. Có vẻ như là lần này sẽ được các em ạ. Chưa chắc cả nha. 3, 2, 1, ta-da. Ta-da. Wow. Yeah. Anh sẽ cho nó về phía anh. Và như vậy anh đã có được món quà đầu tiên dành cho mình, đó là một hộp mì có tên là Shinra Ramjun. Wow. Thôi em biểu thú ăn mì đi, chị đi ngủ đây, khi nào ăn hết cả em dậy chơi lần tiếp theo. Đây chính là gói mì của anh. Đây đây chính là hộp mì của anh. Đóng cửa đi ngủ đây. Và bây giờ anh sẽ pha chế nó. Đừng có ăn gì em nha, em đang rất là đói bụng đây. Bây giờ thì anh sẽ bật nước để nấu mì. Hay là để em nấu mì cho anh nhé? Không, anh không cần đâu. Không, em nấu không đỡ mất công, em nấu mì giỏi lắm. Thực sự là anh không cần mà.
tí nữa anh ăn cái cho em múc nước là được rồi. Nghe cũng có vẻ hợp lý đấy. Nhưng mà thôi chết rồi. Gói mì này không có cái gì để ăn cả, không có đũa. Tại sao? Em sẽ... Thật là chán. Gói mì rõ là đẹp mà còn thua cả mì ly hảo hảo của chúng ta các em ạ. Tiếp theo thì anh sẽ dành lượt chơi cho Thị Thơ. Đúng là chán thật đấy. Anh nghĩ là em nên gỡ ra để có một cái cửa đàng hoàng đi. Không, em kiểu này cơ. Lúc nãy chị gỡ ra thì đã không may mắn hơn, nên là chị nghĩ là do phong thủy thôi. Vì vậy chị đã làm một cái cửa nhỏ hơn. Chị hy vọng rằng phong thủy này sẽ tốt hơn nghe mà. Bây giờ thì chị Thơ ngu người của ta sẽ chọn cái gì đây? Anh tiểu túi không ăn gói mì kia mà không cho chị. Anh tiểu túi rất là đồ đắp ý. Rất tiếc là với gói mì thì chúng ta không thể nào ăn bốc được. Chị có thể ăn mà không cần đũa mà. Thôi em đừng làm mất thời gian thêm nữa. Thời gian của chúng ta còn lại rất là ít thôi. Nãy giờ đã mất khoảng 30 phút rồi đấy. 30 phút mà chị chưa được ăn gì, chị đang đói meo luôn này đi. Lần này chị sẽ cố gắng. Em sẽ lấy gói mì màu xanh sao? Chắc chắn rồi. Em đang rất là đói đấy. Cố lên, cố lên. Thôi, vui ra. Rồi, chính xác. Lùi thôi. Lùi nhá. Lùi đi. Lùi nào. Wow, có vẻ như là sắp được rồi. Lần này đã được rồi. Nhưng mà đừng làm đồ, đừng làm đồ. Đừng làm đồ gói snack, nếu mà làm đồ gói snack thì em sẽ mất luôn cả gói mì luôn đấy. Được rồi kìa. Rồi bây giờ tiến lên, tiến lên. Đó, nhẹ nhàng thôi. Wow, chúc mừng chị Thơ. Đây, chị sẽ đưa lại cho anh. Các em nhìn này, cái hộp mì của chị Thơ bây giờ đang rất là tranh vênh. Nhưng mà chị vẫn thích chứ, anh để túi cho Thơ. Có giỏi thì đưa lại gần đây. Ngon thì đưa lại gần đây. Như vậy là Thơ và ngươi đã mất hộp mì. Cái tội trêu ngươi. Ai mà trêu anh. Sao không đưa đây? Đấy bây giờ gói mì đã ở rất là xa và chị Thơ không lấy được. Thôi anh sẽ giúp em. Anh sẽ giúp em. Thôi anh sẽ đẩy nó lại cho em. Đó. Nhưng mà có được không? Thế này các bạn là vi phạm luật không? Thì coi như là anh lấy công chuộc tội đi. Đấy. Phong thủy có vẻ như đã tốt hơn rồi đấy. Chị sẽ gỡ luôn cả cái này đây. Tiếp theo thì anh sẽ kiếm cho mình một cái gì đấy để ăn tạm mới được. Xem nào, ở đây thì chúng ta còn một gói mì duy nhất. Đó là một gói mì tương đen. Oh no, nếu mà không lấy được nữa thì thôi đấy các em ạ. Anh sẽ cố gắng lấy nó luôn. Trong lúc chờ đợi Thơ ngáo ngơ pha mì thì anh cũng sẽ... Hai gói mì, đâu kia cái nữa. Vậy thì anh sẽ lấy gói mì ở dưới kia. Gói mì kia hơi bị đẹp luôn. Nhưng mà hơi bị khó lấy luôn. Tiếp theo. Nhìn. Ôi trời ơi, gói mì này cũng không có thìa để ăn. Yeah. Hình như là không có gói mì nào có thìa để ăn cả. Chết rồi. Thế thì phải làm sao bây giờ? Chị sẽ hút nước để qua ngày đi mà. Đúng là thật là trớ trêu. Nhưng mà không sao, anh sẽ phải lấy cái... Thế thì thôi, anh sẽ không lấy mì nữa. Anh cứ ăn.
Anh sẽ lấy một gói snack đi để ăn cho đỡ đói đã. Anh lấy poka đi. Anh sẽ lấy gói này. Rồi bây giờ các em hãy cùng xem anh lấy nó như thế nào nhá. Nhìn. Cần phải đi xoay một tí đã. Rồi bây giờ là lùi lại. Có vẻ như là cân rồi đấy. Chỉ cần một lực hơi bị nhẹ nhẹ một tí tác động vào phần đáy của gói snack. Vào phần ly. Và gói snack này sẽ đổ sập xuống cái xe của anh. Nó đằng sau cái ly. Yeah. Oh. Có vẻ hơi bị khó đấy. 3, 2, cố thêm lần nữa nào. 3, 2, 1. Yeah. Oh. Oh. Không có gì để ăn nữa. Thôi lấy gói khác. Oh, để tôi ăn. Không hề. Thôi lấy gói. Ê, đừng. Uống nước đóng có rất là nhiều năng lượng mà. Nước lọc thì có gì năng lượng. Anh sẽ lấy gói snack có tên là Swing này. Tưởng là dễ nhưng mà rất là khó luôn. 3, 2, 1. Yeah. Bây giờ anh đẩy đến cái chân bàn đi thì có thể đó. Thật hả? Em nghĩ như vậy. Vậy thì anh sẽ cố gắng. Đó, nếu mà được thì anh phải chia cho em nghe. Yeah, được rồi. Đó, anh phải chia cho yeah. Yeah. Anh sẽ chia cho em một miếng. Một miếng. Hiện tại thì trên tay anh đang là một gói snack có tên là Swing với vị bò bít tết. Đó. Bây giờ thì anh cũng không quan tâm gì nhiều nữa, tại vì bây giờ quá đói rồi. Cho nên là bây giờ thì anh sẽ ăn trước đã. Anh phải chia sẻ với em nhá. Ngoài ra anh một miếng thôi. Ờ, đây của em ơi. Cho thêm một miếng nữa luôn. Miếng này hơi bị to. To thì nó không lấy được à? Miếng này là miếng chủ nên là miếng lại thì em không lấy. Thêm miếng này đi. Không lấy miếng nó to nhất đi. Em nói miếng ăn là miếng nhục. Thêm miếng... Lỡ nhục thì phải nhục miếng to. Thôi được rồi, cho miếng này. Cho bách nhục luôn. Rồi. Đấy. Thêm một miếng này nữa là nhục nhã ê chề này. Này. Rồi bây giờ các em hãy xem chị Thơ đang rất là nhục kia kìa. Không sao. Đúng là kẻ đi ăn xin. Nếu mà anh cho em một bình đó thì em chấp nhận nhục đứng người ta luôn. Không, anh đâu có ngu. Và bây giờ thì nhiệm vụ của anh là phải ăn hết cái gói snack này đã. Còn chị sẽ pha mì để lấy nước. Đúng rồi, trong lúc đó thì ăn cái gì cũng ngon các em ạ. Ngon ngon, cho một miếng nữa. Cho một miếng à. Không. Còn đây là gói mì của chị Thơ đang pha các em ạ. Trông có vẻ là không ngon tí nào hết. Ngon lắm đó mà. Nhưng mà không hiểu là chị ấy sẽ ăn bằng cách nào đây. Chị sẽ húp thôi. Ăn mì thì chúng ta vẫn hay húp mà, giống như kiểu húp cháo đó Kim. Thế nếu thế thì anh nghĩ là em, nếu mà em bẻ ra ấy, em bóp vụn lại ấy, xong rồi em húp thì em sẽ húp trọn vẹn được. Nhưng mà chị không thích gói mì này mà gói mì của anh Tiểu Thúi. Đáng là chị nên đổi với anh Tiểu Thúi đúng không em? Gói mì của anh Tiểu Thúi có vị chua chua cay cay, ăn ngon hơn nhiều. Nhưng mà ai đổi cho? Đúng rồi, gói mì đấy không ngon là đúng rồi. Nhưng mà vì quá đói cho nên là mì phải ăn thôi. Chị sẽ húp nước, nước sẽ rất là ngon đây. Nhưng mà chị sợ là húp nước xong thì chị sẽ cảm thấy khát. Chị đã nhắm thấy chai nước ở đầu kia rồi. Chai nước đó không phải là nước bình thường đâu. Nó có cả năng lượng đấy các em ạ. Nếu mà mình uống nước đó thì mình sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Thế thì tại sao em không lấy cái nước ép trái cây kia kìa? À đúng rồi ha. Đúng rồi. Sẽ lấy cả hai. Ngoài ra thì chúng ta còn có một lon Coca-Cola nữa. Nhưng Coca-Cola chị nhìn thấy là
lấy rồi đó. Đó là Coca-Cola của Nhật đó. Sẽ có rất là nhiều ga. Và còn rất là ngon nữa. Nhưng mà thôi, khó lấy lắm. Chị đâu bị anh để ở túi lửa dễ dàng thế được. Wow, mì của chị có vẻ được rồi này khét. Nóng quá. Nóng lưỡi này kia. Đúng là cái đồ tham ăn. Không có đũa thì ăn thật là vất vả. Chán thật đấy. Bây giờ không biết phải làm sao nữa. Hay là anh tiểu túi cho em ra ngoài lấy đũa đi. Không được, như thế là phạm luật. Hay là bây giờ em chơi tiếp đi. Đến lượt em mà đúng không? Lượt em, nhưng mà em đang rất là đói và thèm nước mì. Thì bây giờ mình kiếm cái khác thôi. Vẫn còn một gói mì tương đen kia kìa. Rồi, không có thịt thôi. Chán thật, tại sao mì Hàn Quốc lại chán thế nhỉ? Vậy thì ở đây chúng ta còn một hộp bánh này, hai hộp bánh này, một gói snack poka này, một gói bắp rang bơ này. Chị sẽ lấy nước ép trái cây. Đang đói mà không kiếm đồ ăn. Nhưng mà ít nhất thì có nước uống đỡ hơn. Đúng chưa ta? Hơi bị xa đó thế nào. Rồi. Có vẻ như là đúng rồi đấy. Wow. Thật là phi thường. Thật là kỳ diệu. Như vậy là Thơ Ngọc Ngân chúng ta đã lấy được một bình nước ép trái cây có vị chanh. Nào em hãy dơ đây cho anh xem nào. Đây, nhìn rất là dễ thương đúng không em? Nó có tên là Jelly Chui. Chui xì. Và nó có vị chanh. Nên là rất là chua. Không ngon. Không ngon à? Đâu anh xem nào. Ừ. Ôi nhưng mà em uống rồi. Không ngon thế nào? Sao lại không ngon? Chua 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 không ngon thế nào? Em thích đồ chua. À biết sao không? Tại vì em đang đói. Cho nên chị sẽ không nước mì. Chị thấy là nước mì còn ngon hơn nhé. Đúng là khổ thân. Đang đói bụng thì chớ lại còn phải uống nước chanh. Nước mì ngon ấy. Nhưng mà tại sao không ăn được cái của mì ta? Ngon thật, sảng khoái thật. Chưa bao giờ thấy nước mì ngon như vậy luôn đó các em ạ. Thật là đáng thương. Dù sao thì anh cũng đã có một gói snack để tráng miệng, cho nên là không phải tráng miệng mà phải gọi là gì nhỉ, để lấp đầy bụng, cũng không hẳn là đầy bụng, khai vị. Được, đúng rồi, khai vị. Nhưng mà nhìn trên mâm của chúng ta chả còn cái gì ăn có thể làm lấp đầy bụng được nữa. Có mì kìa, anh lấy mì đi. Anh lấy mì đi xong rồi để anh pha mì cho em múc nước. Không, múc nước mì cũng có năng lượng mà đúng không em? Nhưng mà rất tiếc đấy không phải là mì để húp nước. Đó là mì tương đen, mì trộn. Không có nước để mà húp được em à? Oh no. Như vậy là thử thách này anh nghĩ là sẽ sớm kết thúc thôi. Chị nghĩ là anh tiểu thú sẽ sớm đầu hàng thôi, bởi vì anh ấy không có cái gì để ăn đâu, chỉ còn có nước mì để húp. Rồi, lần này thì anh quyết định anh sẽ lấy hộp bánh kia đi. Cái bánh kia có tên là bánh gute. Bánh này ngon lắm luôn á. Trong lúc sắp xếp thì anh đã cố tình để nó lòi ra một ít thôi, để nó dễ lấy. Bây giờ sẽ là húc thẳng vào. Có vẻ khó đây. Húc lần nữa. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Đây sẽ phải hút thật mạnh. 3, 2, 1, yeah. Ủa? Giờ sao đây ta? Quá nghi hiểm. Nếu khó mà anh tiến xe về phía trước thì nó sẽ rớt ra. Vậy thì anh sẽ lùi lại. Càng lùi thì càng được. Yeah. Đấy, bằng cách tiến, cứ tiến rồi lùi, cứ tiến rồi lùi, cứ lùi rồi tiến. Bằng cách gì vậy anh Diệu mà thôi. Đúng là một sơ suất. Sơ suất khủng khiếp luôn.
Vậy là anh đã mất đồ ăn. Oh my god. Làm sao đây? Nước mì ngon thật. Thế sao không, là bây giờ em chưa thích lấy, em ăn nước mì để uống mà. Ờ đúng rồi, em phải ăn hết cái gói mì đấy thì em mới được chơi tiếp. Nước mì ngon thật đấy, muốn thử không? Rồi anh đi ngủ đấy. Anh ngủ đi, em sẽ ăn hết nước mì để mình ngủ. Anh sẽ sắp xếp lại cái ổ chuột của anh để anh đi ngủ đây các bạn. A few moments later. Tiểu bà Thúi ơi, Tiểu bà Thúi ngủ rồi hả? Tiểu bà Thúi, Tiểu bà Thúi ơi. Tiểu bà Thúi ngủ đây. Tiểu bà Thúi ơi, ba thôi. Ngủ rồi, ngủ rồi. Mình sẽ chạy xuống dưới lấy cái đũa lên để ăn mì. Đói bụng quá rồi. Em có vừa thấy cái gì không? Hình như là có cái tiếng động gì đó rất là lạ đúng không? Anh nhớ là anh với chị Thơ đang thực hiện thử thách cái 24 giờ sống trong nhà xốp mà. Tự nhiên chị Thơ lại bỏ ra đi. Ờ, đã được 24 giờ đâu nhỉ? Mà luật chơi để ai ra trước là người ấy thua cuộc á. Ai... biết làm sao bây giờ. Tôi thì đành phải tuân thủ đúng quy định thôi. Anh sẽ phải quay video lại để làm bằng chứng, tố cáo chị Thơ. Nhưng mà trước đó thì anh phải giả vờ anh đang ngủ đã. Làm cái gì đấy? Em nghỉ giải lao một tí. Ủa, luật chơi có ra hẹn trước là được nghỉ giải lao cơ à? Nhưng mà không nói là được nghỉ giải lao mà đúng không? Oh. Em đi vệ sinh được mà đúng không? Ồ, oh, rất may là anh tự nhiên anh nằm mơ. Anh nằm mơ ngủ đúng không? Anh nằm mơ để ác mộng. Anh chắc là anh nhỏ thôi chứ nào. Nhưng mà anh cứ nằm mơ ngủ là lừa chị. Ồ, còn có chuyện giả vờ. Đúng rồi, anh chơi gian. Anh chơi gian. Đúng rồi, anh chấp nhận. Anh là người chơi gian. Anh là người chơi gian. Tôi là người chơi gian cho nên là tôi sẽ thua cuộc.